tất cả các bạn học viên. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta tham gia lớp học trực tuyến trên nền tảng eBOM. Để tham gia lớp học trực tuyến thì các bạn cần phải chuẩn bị những thiết bị như sau. Đầu tiên, nếu như các bạn sử dụng hệ thống máy bàn như thế này thì các bạn cần phải chuẩn bị một chiếc tai nghe có tích hợp với cả microphone để khi mà chúng ta tương tác với giáo viên thì giáo viên có thể nghe thấy giọng nói của chúng ta. Và thứ hai là các bạn cũng sẽ cần phải chuẩn bị một chiếc webcam như thế này để giáo viên có thể nhìn thấy hình ảnh của các bạn ở trong lớp. Và nếu như các bạn sử dụng laptop thì thường hầu hết laptop bây giờ đều đã tích hợp đầy đủ cả webcam lẫn microphone thì chúng ta không cần phải sử dụng những thiết bị này nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau tham gia lớp học ngay nhá. Khi các bạn đã truy cập vào trang web của eBOM thì chúng ta hãy đăng nhập bằng tài khoản của mình. Ở đây mình sẽ đăng nhập bằng Google, lấy địa chỉ email, chọn địa chỉ mà các bạn muốn đăng nhập và chúng ta đã hoàn thành xong. Bước tiếp theo các bạn hãy chọn khóa học mà mình đã đăng ký. Ở đây mình sẽ chọn khóa ngữ pháp trọng điểm châu Ích. Và các bạn sau khi mà đã nhìn thấy khóa học hiện lên rồi, chúng ta hãy kéo xuống bên dưới. Thì ở phía bên dưới có phần đề cương lớp học. Các bạn hãy dựa theo cái đề cương của mình và chọn cái lớp học trực tuyến. Và các bạn lưu ý rằng những lớp học trực tuyến thì sẽ có ký hiệu nút live ở đây. Sau khi mà nhìn thấy bài học trực tuyến rồi thì chúng ta hãy click vào đường link của lớp học trực tuyến. Và lúc này thì trên màn hình nó sẽ hiện ra giao diện để chúng ta học trực tuyến. Ok. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta đã nhìn thấy giáo viên đây rồi. Và đây chính là slide bài học của chúng ta. Tiếp tục các bạn hãy ấn vào nút Join Audio by Computer để chúng ta có thể giao tiếp với giáo viên. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những thao tác để các bạn có thể hoạt động ở trong lớp học trực tuyến. Đầu tiên, nếu như mà các bạn nhận được bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên mà chúng ta muốn xung phong trả lời thì các bạn hãy vào phần là Participants ở đây, ở bên dưới. Chúng ta click vào và ở phía bên dưới các bạn để ý cho mình có nút là nút Raise Hand, có nghĩa là chúng ta giơ tay để phát biểu. Chúng ta click vào nút đó thì ở trên phía tài khoản, tên tài khoản của chúng ta sẽ xuất hiện biểu tượng là cánh tay đang giơ lên. Thì lúc này máy tính của giáo viên sẽ nhận được tín hiệu của các bạn và giáo viên sẽ để cho các bạn trả lời. Các bạn lưu ý rằng khi mà chúng ta bước vào trong lớp học trực tuyến thì tiếng của chúng ta sẽ bị giáo viên tắt tiếng đi. Giáo viên sẽ sử dụng nút là mute để tắt tiếng của tất cả các bạn, bởi vì khi mà tất cả phần micro của các bạn đều mở thì âm thanh chúng ta nghe sẽ rất là ồn. Chính vì vậy nên giáo viên mới cần phải tắt tiếng của các bạn đi. Và khi mà chúng ta trả lời thì giáo viên sẽ mở tiếng của chúng ta lên để có thể nghe câu trả lời của các bạn, cũng như là tất cả những bạn khác có thể nghe thấy câu trả lời của các bạn nhé. Ok. Và đấy chính là nút Raise Hand khi mà chúng ta muốn trả lời. Tiếp tục, nếu như mà giáo viên có đưa bất kỳ câu hỏi nào dành cho tất cả cả lớp, ví dụ các bạn hãy comment giúp cô đáp án trong câu này là A, B, C, O, D mà giáo viên yêu cầu chúng ta, tất cả các bạn ở trong lớp phải trả lời, thì các bạn hãy nhấn vào phần chat ở đây và chúng ta hãy nhấn vào đáp án mà mình lựa chọn. Ví dụ ở đây mình sử dụng đáp án là A và sau đó ở đây mình chuyển đáp án A lên, thì lúc này tất cả lớp bao gồm cả giáo viên lẫn học viên sẽ đều nhận được đáp án của bạn. Và khi mà chúng ta theo dõi bài học ở trên slide thì khi nào mà giáo viên chuyển slide trên máy tính của thầy cô thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái phần slide đó nó di chuyển trên màn hình của mình. Như các bạn có thể thấy ở đây chúng ta đã bước sang cái slide tiếp theo. Ok, thì đó là những cái thao tác đơn giản để giúp chúng ta có thể hoạt động hiệu quả trong lớp học. Và sau đây sẽ là một đoạn video mô phỏng giữa giáo viên và học viên. Các bạn hãy cùng đón xem một lớp học trực tuyến tại eBOM sẽ được diễn ra như thế nào nhé. Ok, chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đầu tiên trong khóa nền tảng ngữ pháp châu Ích ở trên nền tảng eBOM. Và thầy có một câu ví dụ như sau các bạn ạ, là chuyến tàu của thầy sẽ đến vào lúc 3 giờ chiều. Thì các bạn hãy chia giúp thầy cái động từ sẽ đến nhá. Ok, các bạn nào giơ tay không nào? Ok, thầy Quỳnh giơ tay rồi. Quỳnh hãy cho chia giúp thầy động từ này nhá. Động từ trong câu này sẽ chia là will arrive. Ok, very good. Will arrive. Thầy sẽ cho hiện lên bảng này. Ok, tuy nhiên cả lớp bạn, đây là một cái lỗi mà chúng ta hay gặp ở trong tiếng Anh. Đó là nói về cái gì đó tương lai thì mình hay dùng thì tương lai đơn. Tuy nhiên các bạn có công nhận với thầy là cái chuyến tàu của mình thì đến và đi vào một cái thời điểm cố định ở trong ngày và nó sẽ lặp đi lặp lại không nhỉ? Yes or no? Yes. Yes, ok. Vậy thì các bạn hãy chia giúp thầy, comment giúp thầy nhá. Cái thì gì mà chúng ta sử dụng để dùng để nói về một cái vấn đề mà lặp đi lặp lại nhỉ? Các bạn hãy ghi giúp thầy vào box chat nhá. Ok, thì gì nhỉ? Hiện tại đơn. Thì gì mà chúng ta sử dụng để nói về một vấn đề lặp đi lặp lại này.
Ok, thầy thấy Quỳnh ghi là hiện tại đơn. Very good. Vậy thì các bạn hãy chia lại giúp thầy cái động từ sẽ đến nhưng mà ở dạng hiện tại đơn nào. Alright. Đây, thầy thấy Quỳnh giơ tay rồi. Quỳnh hãy giúp thầy nào. Ở đây sẽ will arrive nữa mà là arrive thầy ạ. Ok, very good. Thầy cũng rất đồng ý với Quỳnh. Vậy thì động từ của chúng ta là arrive. Vậy thì thầy chốt cho cả lớp được cái mẹo đầu tiên khi mà mình sử dụng thì hiện tại đơn, đó là nói về một cái lịch trình, một cái lịch cố định ở trong cuộc sống. Ví dụ như là lịch trình này của tàu xe hay là lịch trình của những cái chương trình ở trên TV chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng thì hiện tại đơn để nói về những vấn đề đó, mặc dù cái ngữ cảnh nó là ở trong tương lai. Ok? Ok. Đây. Quỳnh hãy nhắc lại giúp thầy cái ký chốt đầu tiên về mẹo ở trong TOEIC nhá. Đó là? Là chúng ta sẽ sử dụng hiện tại đơn để nói về lịch trình tàu xe hoặc là những cái lịch cố định. Ok, very good. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tham gia lớp học trực tuyến trên nền tảng eBOM cũng như những thao tác để các bạn hoạt động trong lớp học. Chúc các bạn có những giờ học trực tuyến trên lớp thật là hiệu quả nhé.